ngày hôm nay nè, Gấu sẽ chứng minh cho anh chị thấy đồ rẻ chưa bao giờ gọi là mất chất lượng hết cho anh chị. Đó là tùy đồ thôi. Như trước mặt anh chị đây là chiếc micro Mark 21 này nè. Hôm trước có nhiều khách á gọi nói với em, em ơi sao kỳ vậy, mic gì đâu mà sao bằng nhựa gì, rồi sao cầm gì đâu lỏng lẻo tai, hát không hay gì hết trơn. Dạ, bây giờ em sẽ giải thích cho anh chị hiểu. Nhựa ở đây đúng là micro bên em, là mic Mark 21 này bằng nhựa thiệt. Nhưng anh chị ơi, nó là nhựa ABS, nhựa cao cấp, không độc hại cho những cái người mà chúng ta cầm tới, thấy không? Là chúng ta cầm lên á là nhựa này không làm độc hại, vì nó là nhựa ABS anh chị ha. Và điều tiếp theo là về vấn đề là cái vấn đề âm thanh hay hay không hay. Thì anh chị ơi, đó giờ người ta có câu là tiền nào của đó. Em không phải nói là với anh chị là tiền ít thì đồ không ngon. Nhưng hôm nay là em sẽ test cho anh chị trên một chiếc lo xách tay, không phải là dàn lo nha. Nếu mà test trên dàn lo thì chắc chắn là anh chị sẽ nói là rất là hay rồi. Nhưng nay em test cho anh chị trên một chiếc lo xách tay thử nè, cho anh chị nghe đúng âm thanh thực tế của Mark 21, và cũng giống như là cái độ bắt sóng ổn của nó có xứng đáng với giá tiền của nó không nha anh chị. Đây đó, thì nó vẫn có cái đầu thu jack 6 ly, anh chị dễ dàng cắm vào mixer, lo dàn, lo kéo âm ly ha, vân 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 vân. Đó thì nó cũng được gọi là đa năng anh chị. Thì anh chị nghĩ đi, chưa tới 200 cành mà nó như vậy là được ok lắm rồi. Đây mình bật lên ha. Đó. Rồi, anh chị sẽ cắm vào jack 6 ly ngay phía sau đây. Đó, jack này là jack 6 ly nha anh chị. Về cũng có nhiều anh chị cắm lộn bên cổng guitar nữa thì lại nó không có tiếng vang, thì lại nó mic em không hay thì lại tội em nha anh chị. Đó, cắm vào cổng micro nè. Đó, cổng mic nè, mic in nha. Bật lên. Đó, mic chưa tới 200 cành nhưng vẫn là nè, tần số UHF. Đấy. Liền 1. Đây, anh chị nghe thử tiếng micro nè. Liền 6. Đây là hoàn toàn âm thanh thực tế, không cắt ghép nha anh chị. Đó, của micro Mark 21 nè, không hát luôn. Cho anh chị nghe thử tiếng mộc của micro luôn. Liền, bắt sóng ổn đến cỡ nào em đi xa cho anh chị nghe thử nè. Đó, liền 1. Đấy, đó. Hơi người yêu, trái tim anh ngày đêm nhớ nè, cách mệt nhau, nhớ em trong lòng tê tái. Đi xa hơn nữa luôn. Đó, phút gần nhau em đẹp sâu, đôi môi em cười, làm mi em cong, mắt em buồn xa xăm. Đó, biết gì đấy, ta la 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 la. Đấy, đối với anh chị một chiếc micro chưa tới 200 cành, bắt sóng cho anh chị hả 80 mét chị đời. Đó là tầm khoảng là chúng ta sẽ được là khoảng tầm 20 đến 30 mét. Đó, cũng rất là ok đúng không anh chị? Thường hát karaoke đâu ai ngồi xa dữ vậy anh chị. Mình hát karaoke tại sân vườn nhà mình đúng không? Hoặc là có đi du lịch hát ngoài biển thì nó cũng ngồi gần gần nhau thôi, chứ đâu phải là sân khấu bự gì đâu mà mình đứng xa. Nên là chiếc mic này 200 cành thì tùy anh chị cảm nhận như thế nào. Nhưng mà khách bên em đã có nhiều đánh giá 5 sao về chiếc micro này rồi. Đó, anh chị cứ nhìn đánh giá trên đây. Đã, tất cả đều là khách thiệt của bên em, khách yêu của bên em đó. Nên anh chị có đang bị mắc micro, hư micro thì mình cứ nhanh tay tham khảo giùm em với chiếc micro Mark 21 này nha anh chị. Nhiều khi đó lại là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho anh chị trong tầm giá luôn với micro Mark 21 này nha.